chủ nhà hôm nay đi vắng à? Ôi, có bộ bài chủ nhà để bên kia kìa. Đây, ông nhà đây đây. Đây. Rồi, chiến đấu rồi. Về lúc nào thì nó chơi lúc đấy chứ mình không chơi. Không, cơ bản là tôi tưởng là chưa thấy bài nhá. Tôi chỉ bài cho ông như còn. Ôi, cha tâm lý lắm, chè hãm rồi đấy rồi. À bóng chè mới vào đây mà. Để cho công bằng thì chia phát đi. Ai được thì làm cái luôn đi. Chứ còn gì nữa. Tôi mẹ chia mẹ luôn công gì. Được, tính nào cũng được. Tôi lợi hơn tính được, các ông làm sao chứ. Đặt xuống. Đây, của ông cả đấy. Ông chia đi, cần đéo đi. Chuyện đấy, chia đi. Tôi đéo cần đấy. À, được. Đánh luôn nhá, không phải ngửa làm gì đâu. Chứ tôi tải đẩy thoải mái gì. Mẹ chia làm đầu cánh làm gì đó. Đánh liêng người ta thích cuối cánh. Bằng mặt. Bằng mặt là bao nhiêu? 2 triệu. Ấy da. Bỏ ơi. Ê, nặng. 8 tỷ. Bỏ ơi tài. Nặng như này nhỉ, nặng như này mới ra. Sau xong lại con này nhỉ. Thêm là chân 2 hàng nhỉ chưa? 2 thêm 5. Chân 2 hàng, sướng nhỉ. Đâu đã rát như thế rồi. Chân 2 hàng cái gần liếc đâu. Ăn đi. 50-50. Ăn đi. Ngửa thế nào. Tám nước phải đánh thế dài ăn được. Ủa lên Duca ngay được, đi sợ nào mà. Đi to quá, ban đầu tiên không đi, thế ai theo được. Thêm mấy? 5 triệu, chịu. Ủa nhỉ. Đánh láo, hai người đánh láo đầu tiên. Được chưa? Rồi. Gà ông này chơi khó này. Ông này... Tôi đâu gà đâu. À thế, đi vào gà đi. Vào gà đi không quên. Mới có một này nhà cái này. Hai xong chưa? Rồi sẵn sàng. Từ gà 2 triệu gà 5 triệu cũng được. Đéo vướng. 5 triệu. Cái đấy đi. Cái lái ô tô đây. Gì sao? Cái chân như này sẽ dở này. Ông kia. Hết hồn luôn thì mẹ nặn lên 2 con ca rồi mẹ tưởng. Ông kia đánh đi đến đâu đây? 2 triệu thêm 3 triệu. 2 thêm 3. Đúng nặng lên hai chân này là 2 thêm 3 đúng không? Đúng rồi. 2 thêm 3 là về sáp. 2 thêm 3 là 5 đúng không? 5 triệu là cân. Mẹ. Ấy chà. Bao nhiêu? 5 triệu cân đúng không? 5 thêm 15. Nhưng mà bán sau. Đâu? Bán sau. Bỏ 2 triệu cân được. Đéo bỏ 2 triệu cân nữa. Điểm đâu mà bỏ điên. Mẹ kiếp ba là ngạt phần trước. Úi giời ơi, ông kia mày thế ông kia. Xảy hết ngừ hẳn lên 2k đấy. Ông kia hẳn lên 2k, lên 3k với nhà này nhỉ. K 10 à? Mình may mình cầm 4k rồi. Ôi, mày thế. Sợ thật. Mà lên đúng mày 3k đấy. Thì thôi, tôi đánh đúng một ván duy nhất. Tiếc thật đấy. Mày thế mình. Quá tiếc. May tôi cầm 4k cho ông ấy. Ông chết. Bằng mặt 2 triệu. Hai nhà, mỗi nhà 2 triệu đúng không? Đúng rồi. Tôi nào. 7 năm nay chưa đánh bài đấy. Chân này đánh được này, đúng không? Chân này chưa biết con xong đi là đi, như đi nào. Đi luôn đi, không có thì bỏ. Chân này đánh được này, đúng không? Suy nghĩ lâu quá. Bao nhiêu rồi cân? Tôi 7 năm nay chưa đánh bài đây này, không. 2 này. Tôi ăn miếng. Đấy. Thêm không? 1 2 thêm 3. Không đi 2. Tôi đi 2. Tôi 5 triệu là 5 cân. 5 là cân. Cần đại đi. Mấy ông hay đánh tháo đánh cái. Có 3 nhà thì chỉ cân chứ còn cái gì. Để tôi nặn nó tôi. Tôi hả? Cân. Ông có đổi không? Ông 3 triệu là cân. Ôi nhẹ quá. Tôi đã nặn hết đâu. Vừa được cái sáp. Nặn. Trong sáp là về liêng ông không nhớ à? Cân. Tôi nặn đó. Ngửa đầu tiên này. Cân đi ngửa đi. 7 điểm thôi. Bảy bỏ đi. Bảy cụ cơ. Bảy cụ đừng có bỏ luôn. Đây tôi nặn chim 1819 lên 8. 8 điểm. 8 hơi run thấy là cân trước gặp mình thì kiếm được mấy triệu của hắn rồi. Tôi phạt đã, tôi đã xem bài đâu mà tôi xem chưa hết. Tôi mới nặn cái chân thôi. Thêm từ đầu rồi đúng không? Đâu thêm, hắn thêm. Hắn tưởng 39 sao? Đâu tôi tưởng là 9 điểm. Nặn lên con 9k rồi nặn sau 4 hàng, thấy không? Ba hàng ác được gặp 8 nước để kiếm được 5 triệu. Đây, bốc cái thoải mái. Phí thế. Đấy. Tiếc nhỉ, ba hàng ác. Không ai có cái gì. Ván này lên 8 điểm. Có cái gì chết đi. Không? Không mà thôi, không đánh này.
ông lên 7 điểm ông bỏ thì bọn tôi lại 1-2 để ăn thì phí của ta. Úi giời, bài này thì 1-2 2 triệu 2 triệu đi 2 triệu đầu thôi đúng không? Ờ. Trời ơi, 2 triệu này thì 1, 2 ông thì bỏ đi còn gì nữa, bài cứ ngửa 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 thế thì bỏ đi. Hai mẹ 6 triệu đi. Cái ông định bỏ sao lại đánh đúng không? 1 2 3 4 Có bát đâu? Có bát không? 5 Ông không thấy tôi đếm tiền là 6 triệu cân, ngửa luôn này. 5 điểm. Ăn đi. Mấy là xem nào. 2 điểm bài có cái gì? 5 điểm đi cân mày. Cân chứ không cân. Nhà này rất liều. Đang bài định bỏ rồi lại tiếc lại thêm nhá. Khả năng nó bắt cái nước không? Bắt được 6 ngay chứ còn bỏ 2 triệu vào cân ra này. Không cái được không ạ? Sợ thật. Cái làm sao được? 5 nước thì mình gạt bắt được đấy. Chỗ như này là nó kỹ lắm anh nhỉ. Dạ cứ không nghĩ là ông làm gì làm quá này chuyện. Kín đi. Bài ông nào bẻ ra cong ấy này, sợ thật. Nặng cái gì bẻ cong hết bài này. Nặng nhẹ nhàng như này thôi này. Đấy. Sao không đánh 3 cây nhỉ? Đánh đi. Tròn cũng được cái nước gì, tam bất cửu này. Rồi rồi ấm no. Bây giờ tôi lại đánh lại phải không? 1 2 3 đấy. Đánh, ông ngon thì cân đi. Đánh lại. Thôi. Thôi ngửa ra. À thôi bỏ đi đây. Mấy nước mà bỏ mẹ đi, 4 điểm bài sợ. 4 điểm bài sợ là đúng lên 7 điểm cơ mà. Đây đánh thật chứ có đánh láo đâu. Không phải như ông đâu. Ông nước không có nào. Thôi tam bất cửu rồi rồi ấm nó. Thôi cho con này cho ông đuổi này. Tam bất cửu. Cục cái nào. Dứt điểm mà. Dứt điểm rồi. Cô mới thương liêng nó mới về. Mấy ván rồi đấy. Về đi. Thôi. Về đi. Đánh đi. Ôi xa. Bỏ. Cho nào kia ăn. Đi này từ đầu 4 triệu đi. Biết ngay mà. Lợn này. Tháo rồi chứ. Một là bắt mẹ đi 6 này. Ôi giời. 811. Hỏng hết. Vào lại đi. Vào chứ xong vào. Gà đi, một nhà chưa vào gà nhá. Đây. Gà đi. Chưa đủ gà đâu. Ốc nhà cho nó khoai luôn này. Đây. Chưa. Đây. Chưa đủ gà nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Mới có 2 nhà. 4 này. Không đếm làm gì mà tôi. 1 này. Không đã vào đâu mà cứ không đếm. Không, tôi đếm xem đủ chưa. Quên thì sao? Vẫn mình gà mình chưa vào đi đếm gà à. Đánh về trẻ đầm. Nhà kia. Nhà cái. Tôi đánh lắm. Thì 2 triệu đi. Nhà kia. 2 trên 3. Mấy điểm đánh căng thế. 2 trên 3 là 5. Ê xảy. Tôi đánh tiền chứ tôi có đánh điểm đâu. Tôi cứ nặn nước 50-50 tôi đánh. Tôi hỏi ông tôi đánh tiền hay đánh điểm. Tôi đánh tiền mà. Điểm không hỏi làm gì. Không hỏi để ông biết ông đánh à. 3 là... Tổng 5. Nhà đây là có cái khung khung hình rồi đấy nha con. 50-50 rồi, 30% là thắng rồi. Cái gì? Đánh bao nhiêu? 5 triệu gì cho ăn? 1 2 còn 5 triệu, cút 3 4 5 thêm 2. Nặn thật kỹ chứ không chết quá. Dân chuyên nghiệp người ta nặn nhìn thế là người ta thấy ra rồi chứ. 5 này. Đủ 5 rồi, pha thêm mấy thêm đi. Thêm mẹ 5 triệu đi. Đúng là ngu người, cái đúng hai cái nhà. Mấy là cân? Cái đúng hai nhà con nước. Thêm 5. Thêm 5 không? Bài đang đen cái thử cuối cùng chết. Cái làm gì? Bài con nước cái đánh cho tôi. 1 sợ rồi. 2 không có nước 3 thôi. 4 5 là cân đúng không? 1 đúng rồi. 2 3 4 chán 5 rồi. Thêm 5. Thêm 5. Từ sân bài này. Vướng gì đâu mà căng tay thì đánh. 1 5 triệu là bất bằng đúng không? 3 4 5 này đúng không? 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thêm mẹ 10 triệu đi. Bắt đúng rồi, để anh thì căng lên. Bạn coi bán mày bắt đây đi. Cay quá nhỉ. Xác định luôn. Cái gì mà nó đánh căng thế. Đúng rồi, đúng rồi. 10 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi đã bỏ như này thì không phải là tôi đánh láo rồi đúng không? Nhưng tôi thêm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ vấn đề bây giờ là thằng nào cao điểm mà liêng cao hơn thôi. Căn thêm lại gì? Căn là nó chết rồi. Đúng là ăn thì cốt gấp các ngon thì thêm chứ còn cân nhân thua gì. Ăn này cốt gấp mà 1 2 thì cốt 3 nước thôi. 4 này, 5 này, 6 7 8 9 10 cân thì vậy nó còn tiền để mà là nó đánh vẫn sau với mình chứ. Cân thì người 9 10 đi. Ui trời. 90 gì cơ? Đồng hoa cơ. Đồng hoa này. Đồng hoa cơ. Đồng hoa cơ. Khủng khiếp. Xong thêm. Cái này được chưa? Tiếng này to. 1 triệu cho chủ nhà nước thôi. Chủ nhà có ở nhà đó đâu mà lấy 1 triệu hay ông lấy. Cho nó. Chơi mãi rồi. Em. Triệu bạc ăn thua. Clip chúng tôi vừa làm thì để khẳng định lại một lần nữa là trong tất cả các dụng cụ chơi bài bịp thì cái kính áp tròng nó là một cái sản phẩm đánh kín đáo nhất. Kín đáo bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mà chơi vào cái kính này, mình không cần phải có một động tác làm bài hay là chia bài nào cả. Và thậm chí mình không cần sờ tay vào bài. Đấy, người ta chia ra là mình nhìn thấy sau lưng con bài, mình biết bài của đối phương là bao nhiêu điểm rồi là mình đánh. Thì nó là rất là kín, đúng không? Còn cái việc hiệu quả thì trong cái đánh liêng mà dùng kính áp tròng thì nó là hiệu quả nhất. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là mình biết rõ điểm của đối phương thì mình sẽ tìm được những phương án đánh. Còn nhiều người thắc mắc hỏi là cái kính áp tròng sau khi mà nhìn vào nhìn qua kính áp tròng nó sẽ như thế nào. Thì trước hết mình sẽ nói qua về bộ bài áp tròng. Bộ bài áp tròng là mắt thường nhìn vào nó là bình thường, nó không có cái dấu hiệu gì khác biệt cả. Đây, nó rất là bình thường. Thế nhưng mà khi mà đeo kính áp tròng vào thì mình nhìn sau này, mình biết rõ con này là con gì. Đây, tôi sẽ đưa vào. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đây là con gì này đúng không? Người ta chia với con gì rõ ràng này. Đấy, con ca này. Con này con át này, con át chữ A là át này. Đấy, 2 này. Con này dấu cộng là 10 này. Đấy, con này số 9 này. 8 này. 7 này. 6 này. Đấy. 9 này, à 6 này. Con này con 6 này. Đấy. 5 này. 4 này. Đấy là cái kính áp tròng. Sau khi mà mình đeo vào thì mình sẽ nhìn thấy như vậy. Thế còn mà cái kính này nó như thế nào? Con nó có kín hay không, đeo vào người khác có phát hiện được hay không? Thì đây, đây là cái kính này, nó màu như là màu của mắt, đúng không? Các bạn nhìn kỹ này. Đấy, nó rất là mỏng. Đây là cái loại kính đời mới. Đấy, các bạn nhìn thấy nó cứ cong này, nó cứ quăn lại như này, chứng tỏ nó rất là mỏng. Đấy, đeo vào nhìn này. Các bạn nhìn mỏng không? Cái mỏng này để làm gì? Mỏng là khi mà mình đeo vào mắt nó không bị cạnh mắt, nó không bị cộm mắt, chảy nước mắt, cho nên là ai cũng đeo được, người nào cũng đeo được. Đấy, rất mỏng này. Đấy, các bạn nhìn kỹ chưa? Cái này đeo vào trong mắt thì cái chỗ cái màu nó tím tím này nó là màu của mắt rồi, và người khoác nhìn vào trong cái mắt của mình là không biết mình đang đeo kính. Đấy, kính này mình đeo hai kính hai bên là sẽ mình nhìn nó rất là rõ. Đấy là về cái kính áp tròng. Thì như cái ván bài vừa rồi đấy, như cái trận bạc vừa rồi đấy, nhân vật chính đeo kính áp tròng và biết được những ván bài rất là hay. Ví dụ như ván bài có thể là mình không có điểm, đúng không? Mình có 1 điểm, 2 điểm thôi, nhưng mà mình vẫn đánh được. Bởi vì mình biết được là bài đối phương nó chỉ tầm 6 điểm, 7 điểm thôi, thì mình đuổi thì người ta chạy. Thế nhưng mà nếu như mình không biết điểm của đối phương mà mình cứ đuổi tù mù, mình không điểm mình đuổi mà gặp phải người ta 9 điểm hay là liêng thì người ta không chạy và mình sẽ mất tiền ván đấy. Hay là những ván bài ví dụ như ván bài kinh điển như ván bài mình lên bài là Rivika, nhưng mà mình nhìn thấy bài của đối phương nó là sáp rồi thì mình lên đánh làm gì, đúng không? Mình không mất 1.000 nào cả. Còn nếu mà mình không đeo kính áp tròng ấy thì ván bài đấy mình mất khá là nhiều tiền. Đấy là cái hay của kính áp tròng. Cái thứ nhất là nó kín, người khác không thể phát hiện được. Cái thứ hai là bài đối phương mình biết rõ thì mình sẽ tìm cách mình
mình lựa được, mình đánh, mình chọn phương án đánh nó phù hợp nhất trong cái cuộc chơi của mình. Đấy là về kính áp tròng. Thì anh em nào thắc mắc về kính áp tròng, cần tìm hiểu về nó thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại đang nằm ở trên màn hình này. Ok, chào tất cả anh em.